Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 tháng 2 âm lịch năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễn Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói, mỗi con người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số mệnh phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có thể giàu có và phất lên. Trong tháng 2 âm lịch này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận mệnh của mình ở trong tháng 2 âm lịch này thì sẽ có được những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà chiêm tinh tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này sẽ có vận may trúng số khi bước vào tháng 2 âm lịch, tiền bạc kéo về ầm ầm, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 2 âm lịch. Sự thành công của con giáp này đôi khi sẽ khiến cho không ít người phải ghen ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần kính nể. Vâng, và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của chương trình thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông quý vị nhé. Đó sẽ là cách để quý vị luôn luôn cập nhật được những tin tức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 2 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy và quan sát tinh tế, bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý hơn nữa. Thông thường đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ tuổi Canh Thìn. Mọi mưu sự toan tính đều dễ dàng thực hiện, mọi khó khăn đều có người giúp cho nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần phải tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 đã ra trường thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi để tìm việc làm. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc không uy tín, vừa lãng phí thời gian, vừa hao tài tốn của nên cần phải cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy giúp đỡ. Những bạn trên ghế nhà trường nếu không ngừng cố gắng tập trung phấn đấu thì sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay sau khi ra trường. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa níu kéo sẽ càng chỉ khiến cho cả hai người thêm đau khổ, ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu không ít khó khăn. Do công việc ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Thìn. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ tới, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng nhận thấy, đây có thể coi là một tháng có khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi Canh Thìn, khi vận trình của bạn lao đao bất ổn như thăng trầm bất định. Công việc trong tháng 2 năm 2022 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu. Kế hoạch đặt ra lại chệch hướng, kết quả vượt xa ngoài dự tính của bạn. Tháng này điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì tài nguyên, vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng này cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể một quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân.
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 2 năm 2022 Canh Thìn âm lịch, về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung vận trình tài lộc của người Canh Thìn thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần phải đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền mất, tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của Canh Thìn trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, ể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng và có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng bị ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ. Hạn chế thức khuya làm việc rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Các quý gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 2 âm lịch, chuyện tình cảm của người Canh Thìn không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Nhân duyên của người độc thân không phải không có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp thế giới của riêng mình, càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022
ngày âm lịch, ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận mệnh của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất về những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.